Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bảo trời Đế Thích: Kiều Thi Ca, trước ngươi đã hỏi về Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành nên cầu ở chỗ nào? Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi sắc, chẳng nên cầu nơi thọ tưởng hành thức, chẳng nên lìa sắc mà cầu, chẳng nên lìa thọ tưởng hành thức mà cầu. Vì sao? Vì hoặc sắc hoặc thọ tưởng hành thức, hoặc lìa sắc hoặc lìa thọ tưởng hành thức, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng phải sắc, chẳng phải thọ tưởng hành thức, chẳng phải là lìa sắc, chẳng phải lìa thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng phải sắc, chẳng phải thọ tưởng hành thức, chẳng phải là lìa sắc, chẳng phải lìa thọ tưởng hành thức. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi sắc, chẳng nên cầu nơi thọ tưởng hành thức, chẳng nên lìa sắc mà cầu, chẳng nên lìa thọ tưởng hành thức mà cầu. Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi nhãn xứ, chẳng nên cầu nơi nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng nên lìa nhãn xứ mà cầu, chẳng nên lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà cầu. Vì sao? Vì hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, hoặc lìa nhãn xứ, hoặc lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng phải nhãn xứ, chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng phải lìa nhãn xứ, chẳng phải lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng phải nhãn xứ, chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng phải là lìa nhãn xứ, chẳng phải lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi nhãn xứ, chẳng nên cầu nơi nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng nên lìa nhãn xứ mà cầu, chẳng nên lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà cầu. Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi sắc xứ, chẳng nên cầu nơi thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng nên lìa sắc xứ mà cầu, chẳng nên lìa thanh hương vị xúc pháp xứ mà cầu. Vì sao? Vì hoặc sắc xứ, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc lìa sắc xứ, hoặc lìa thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng phải sắc xứ, chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải lìa sắc xứ, chẳng phải lìa thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng phải sắc xứ, chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải là lìa sắc xứ, chẳng phải lìa thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi sắc xứ, chẳng nên cầu nơi thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng nên lìa sắc xứ mà cầu, chẳng nên lìa thanh hương vị xúc pháp xứ mà cầu. Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành chẳng nên cầu nơi nhãn giới, chẳng nên cầu nơi sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng nên lìa nhãn giới mà cầu, chẳng nên lìa sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà cầu. Vì sao? Vì hoặc nhãn giới, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra,
hoặc lìa nhãn giới, hoặc lìa sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải nhãn giới, chẳng phải sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải lìa nhãn giới, chẳng phải lìa sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải nhãn giới, chẳng phải sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là lìa nhãn giới, chẳng phải lìa sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì vậy, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi nhãn giới, chẳng nên cầu nơi sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng nên lìa nhãn giới mà cầu, chẳng nên lìa sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà cầu. Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi nhĩ giới, chẳng nên cầu nơi thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng nên lìa nhĩ giới mà cầu, chẳng nên lìa thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra mà cầu. Vì sao? Vì hoặc nhĩ giới, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc lìa nhĩ giới, hoặc lìa thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải nhĩ giới, chẳng phải thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải lìa nhĩ giới, chẳng phải lìa thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải nhĩ giới, chẳng phải thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là lìa nhĩ giới, chẳng phải lìa thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì vậy, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi nhĩ giới, chẳng nên cầu nơi thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Chẳng nên lìa nhĩ giới mà cầu, chẳng nên lìa thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra mà cầu. Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi tỷ giới, chẳng nên cầu nơi hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng nên lìa tỷ giới mà cầu, chẳng nên lìa hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra mà cầu. Vì sao? Vì hoặc tỷ giới, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc lìa tỷ giới, hoặc lìa hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải tỷ giới, chẳng phải hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải lìa tỷ giới, chẳng phải lìa hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải tỷ giới, chẳng phải hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là lìa tỷ giới, chẳng phải lìa hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi tỷ giới, chẳng nên cầu nơi hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra.
chẳng nên lìa tỷ giới mà cầu, chẳng nên lìa hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra mà cầu. Kiểu thi ca, bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi thiệt giới, chẳng nên cầu nơi vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chẳng nên lìa thiệt giới mà cầu, chẳng nên lìa vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra mà cầu. Vì sao? Vì hoặc thiệt giới, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc lìa thiệt giới, hoặc lìa vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc đại Bồ Tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy, đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải thiệt giới, chẳng phải vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải lìa thiệt giới, chẳng phải lìa vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải thiệt giới, chẳng phải vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải là lìa thiệt giới, chẳng phải lìa vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì vậy nên bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi thiệt giới, chẳng nên cầu nơi vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Chẳng nên lìa thiệt giới mà cầu, chẳng nên lìa vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra mà cầu. Kiểu thi ca, bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi thân giới, chẳng nên cầu nơi xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng nên lìa thân giới mà cầu, chẳng nên lìa xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra mà cầu. Vì sao? Vì hoặc thân giới, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc lìa thân giới, hoặc lìa xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc đại Bồ Tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy, đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải thân giới, chẳng phải xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải lìa thân giới, chẳng phải lìa xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải thân giới, chẳng phải xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là lìa thân giới, chẳng phải lìa xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì vậy nên bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi thân giới, chẳng nên cầu nơi xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng nên lìa thân giới mà cầu, chẳng nên lìa xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra mà cầu. Kiều thi ca, bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi ý giới, chẳng nên cầu nơi pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng nên lìa ý giới mà cầu, chẳng nên lìa pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra mà cầu. Vì sao? Vì hoặc ý giới, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc lìa ý giới, hoặc lìa pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc đại Bồ Tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy, đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải ý giới, chẳng phải pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải lìa ý giới, chẳng phải lìa pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải ý giới, chẳng phải pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là lìa ý giới, chẳng phải lìa pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì vậy, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi ý giới, chẳng nên cầu nơi pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng nên lìa ý giới mà cầu, chẳng nên lìa pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra mà cầu. Kiểu thi ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi địa giới, chẳng nên cầu nơi thủy hỏa phong không thức giới, chẳng nên lìa địa giới mà cầu, chẳng nên lìa thủy hỏa phong không thức giới mà cầu. Vì sao? Vì hoặc địa giới, hoặc thủy hỏa phong không thức giới, hoặc lìa địa giới, hoặc lìa thủy hỏa phong không thức giới, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều thi ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải địa giới, chẳng phải thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải lìa địa giới, chẳng phải lìa thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải địa giới, chẳng phải thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải lìa địa giới, chẳng phải lìa thủy hỏa phong không thức giới. Vì vậy, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi địa giới, chẳng nên cầu nơi thủy hỏa phong không thức giới, chẳng nên lìa địa giới mà cầu, chẳng nên lìa thủy hỏa phong không thức giới mà cầu. Kiểu thi ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi thánh đế khổ, chẳng nên cầu nơi thánh đế tập diệt đạo, chẳng nên lìa thánh đế khổ mà cầu, chẳng nên lìa thánh đế tập diệt đạo mà cầu. Vì sao? Vì hoặc thánh đế khổ, hoặc thánh đế tập diệt đạo, hoặc lìa thánh đế khổ, hoặc lìa thánh đế tập diệt đạo, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu thi ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải thánh đế khổ, chẳng phải thánh đế tập diệt đạo, chẳng phải lìa thánh đế khổ, chẳng phải lìa thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải thánh đế khổ, chẳng phải thánh đế tập diệt đạo, chẳng phải là lìa thánh đế khổ, chẳng phải lìa thánh đế tập diệt đạo. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi thánh đế khổ, chẳng nên cầu nơi thánh đế tập diệt đạo, chẳng nên lìa thánh đế khổ mà cầu, chẳng nên lìa thánh đế tập diệt đạo mà cầu. Kiểu thi ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi vô minh, chẳng nên cầu nơi hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yếu, não. Chẳng nên lìa vô minh mà cầu, chẳng nên lìa hành cho đến lão, tử, sầu, than, khổ, yếu, não mà cầu. Vì sao? Vì hoặc vô minh hoặc hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, hoặc lìa vô minh hoặc lìa hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu thi ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải vô minh, chẳng phải hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não. Chẳng phải lìa vô minh, chẳng phải lìa hành cho đến lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải vô minh, chẳng phải hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng phải là lìa vô minh, chẳng phải lìa hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi vô minh, chẳng nên cầu nơi hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não.
Chẳng nên lìa vô minh mà cầu, chẳng nên lìa hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não mà cầu. Kiểu thi ca, bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi cái không nội, chẳng nên cầu nơi cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp. Cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Chẳng nên lìa cái không nội mà cầu, chẳng nên lìa cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh mà cầu. Vì sao? Vì hoặc cái không nội, hoặc cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh. Hoặc lìa cái không nội, hoặc lìa cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh. Hoặc đại Bồ Tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy, đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đốn, chẳng phải vô đốn, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải cái không nội, chẳng phải cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Chẳng phải lìa cái không nội, chẳng phải lìa cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải cái không nội, chẳng phải cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh. Chẳng phải là lìa cái không nội, chẳng phải lìa cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh. Vì vậy nên bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi cái không nội, chẳng nên cầu nơi cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh. Chẳng nên lìa cái không nội mà cầu, chẳng nên lìa cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh mà cầu. Kiểu thi ca, bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi chân như, chẳng nên cầu nơi pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Chẳng nên lìa chân như mà cầu, chẳng nên lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì mà cầu. Vì sao? Vì hoặc chân như, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoặc lìa chân như, hoặc lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoặc đại Bồ Tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải chân như, chẳng phải pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, chẳng phải lìa chân như, chẳng phải lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải chân như, chẳng phải pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Chẳng phải là lìa chân như, chẳng phải lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Vì vậy nên bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi chân như, chẳng nên cầu nơi pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Chẳng nên lìa chân như mà cầu, chẳng nên lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì mà cầu. Kiểu thi ca, bát nhã ba la mật đa mà đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi bố thí ba la mật đa, chẳng nên cầu nơi tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng nên lìa bố thí ba la mật đa mà cầu, chẳng nên lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa mà cầu. Vì sao? Vì hoặc bố thí ba la mật đa, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, hoặc lìa bố thí ba la mật đa, hoặc lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, hoặc đại Bồ Tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy, đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng.
Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành. Chẳng phải Bố Thí Ba La Mật Đa, chẳng phải Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng phải lìa Bố Thí Ba La Mật Đa, chẳng phải lìa Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành. Chẳng phải Bố Thí Ba La Mật Đa, chẳng phải Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng phải là lìa Bố Thí Ba La Mật Đa, chẳng phải lìa Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi Bố Thí Ba La Mật Đa, chẳng nên cầu nơi Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng nên lìa Bố Thí Ba La Mật Đa mà cầu, chẳng nên lìa Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà cầu. Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi bốn tịnh lự, chẳng nên cầu nơi bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Chẳng nên lìa bốn tịnh lự mà cầu, chẳng nên lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà cầu. Vì sao? Vì hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Hoặc lìa bốn tịnh lự, hoặc lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiểu Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải bốn tịnh lự, chẳng phải bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải lìa bốn tịnh lự, chẳng phải lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải bốn tịnh lự, chẳng phải bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Chẳng phải là lìa bốn tịnh lự, chẳng phải lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi bốn tịnh lự, chẳng nên cầu nơi bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Chẳng nên lìa bốn tịnh lự mà cầu, chẳng nên lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà cầu. Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi tám giải thoát, chẳng nên cầu nơi tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Chẳng nên lìa tám giải thoát mà cầu, chẳng nên lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà cầu. Vì sao? Vì hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc lìa tám giải thoát, hoặc lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy, đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải tám giải thoát, chẳng phải tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Chẳng phải lìa tám giải thoát, chẳng phải lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải tám giải thoát, chẳng phải tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Chẳng phải là lìa tám giải thoát, chẳng phải lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi tám giải thoát, chẳng nên cầu nơi tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Chẳng nên lìa tám giải thoát mà cầu, chẳng nên lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà cầu. Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi bốn niệm trụ, chẳng nên cầu nơi bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Chẳng nên lìa bốn niệm trụ mà cầu, chẳng nên lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà cầu. Vì sao? Vì hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc lìa bốn niệm trụ, hoặc lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng.
Vì sao? Kiều Thi Ca vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải bốn niệm trụ, chẳng phải bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng phải lìa bốn niệm trụ, chẳng phải lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải bốn niệm trụ, chẳng phải bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Chẳng phải là lìa bốn niệm trụ, chẳng phải lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi bốn niệm trụ, chẳng nên cầu nơi bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng nên lìa bốn niệm trụ mà cầu, chẳng nên lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà cầu. Kiểu thi ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp môn giải thoát không, chẳng nên cầu nơi pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Chẳng nên lìa pháp môn giải thoát không mà cầu, chẳng nên lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp môn giải thoát không, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc lìa pháp môn giải thoát không, hoặc lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải pháp môn giải thoát không, chẳng phải pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát không, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải pháp môn giải thoát không, chẳng phải pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải là lìa pháp môn giải thoát không, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp môn giải thoát không, chẳng nên cầu nơi pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng nên lìa pháp môn giải thoát không mà cầu, chẳng nên lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà cầu. Kiểu thi ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi năm loại mắt, chẳng nên cầu nơi sáu phép thần thông, chẳng nên lìa năm loại mắt mà cầu, chẳng nên lìa sáu phép thần thông mà cầu. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt, hoặc sáu phép thần thông, hoặc lìa năm loại mắt, hoặc lìa sáu phép thần thông, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều thi ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải năm loại mắt, chẳng phải sáu phép thần thông, chẳng phải lìa năm loại mắt, chẳng phải lìa sáu phép thần thông. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải năm loại mắt, chẳng phải sáu phép thần thông, chẳng phải là lìa năm loại mắt, chẳng phải lìa sáu phép thần thông. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi năm loại mắt, chẳng nên cầu nơi sáu phép thần thông, chẳng nên lìa năm loại mắt mà cầu, chẳng nên lìa sáu phép thần thông mà cầu. Kiểu thi ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi mười lực của Phật, chẳng nên cầu nơi bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Chẳng nên lìa mười lực của Phật mà cầu, chẳng nên lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà cầu. Vì sao? Vì hoặc mười lực của Phật, hoặc bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc lìa mười lực của Phật, hoặc lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng.
Vì sao, Kiều Thi Ca? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải mười lực của Phật, chẳng phải bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải lìa mười lực của Phật, chẳng phải lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải mười lực của Phật, chẳng phải bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải là lìa mười lực của Phật, chẳng phải lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi mười lực của Phật, chẳng nên cầu nơi bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng nên lìa mười lực của Phật mà cầu, chẳng nên lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà cầu. Kiểu thi ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp không quên mất, chẳng nên cầu nơi tánh luôn luôn xả, chẳng nên lìa pháp không quên mất mà cầu, chẳng nên lìa tánh luôn luôn xả mà cầu. Vì sao? Vì hoặc pháp không quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả, hoặc lìa pháp không quên mất, hoặc lìa tánh luôn luôn xả, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao, Kiều Thi Ca? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải pháp không quên mất, chẳng phải tánh luôn luôn xả, chẳng phải lìa pháp không quên mất, chẳng phải lìa tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải pháp không quên mất, chẳng phải tánh luôn luôn xả, chẳng phải lìa pháp không quên mất, chẳng phải lìa tánh luôn luôn xả. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi pháp không quên mất, chẳng nên cầu nơi tánh luôn luôn xả, chẳng nên lìa pháp không quên mất mà cầu, chẳng nên lìa tánh luôn luôn xả mà cầu. Kiểu thi ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi trí nhất thiết, chẳng nên cầu nơi trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng nên lìa trí nhất thiết mà cầu, chẳng nên lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà cầu. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc lìa trí nhất thiết, hoặc lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều thi ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải trí nhất thiết, chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải lìa trí nhất thiết, chẳng phải lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải trí nhất thiết, chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải là lìa trí nhất thiết, chẳng phải lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi trí nhất thiết, chẳng nên cầu nơi trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng nên lìa trí nhất thiết mà cầu, chẳng nên lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà cầu. Hết quyển thứ 94.